Rồi, xin chào anh chị nha. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở ga đi trong nước anh chị, ga đi và ga đến trong nước anh chị ơi. Bây giờ ga đi thì vắng anh chị, đi giờ vắng lắm, bây giờ ga đến thôi anh chị. Bây giờ là các chuyến bay đến Sài Gòn thì đông. Đó, đông lắm anh chị ơi. Các chuyến bay đến giờ đông lắm. Bây giờ Sài Gòn đang là gần 12 giờ anh chị nha. Sắp 12 giờ rồi anh chị. 11 giờ 38 phút rồi. Thank you.
was in Nha Trang, like I just back today in the morning by shooting pass. But I checked the tickets on the airplane. Đây bọn. Lên à. Đây. Xin giới thiệu cho anh chị đây, ở đây có 3 làn xe anh chị. Sau lưng chúng ta là một làn xe dành cho xe Grab. Trước mặt chúng ta đây là một làn xe dành cho xe taxi. Và cái làn tiếp theo phía trong là xe gia đình. Và cái làn xe trong cuối cùng trong kia, đó chính là cái làn xe dành cho chạy thôi. Trong đó chỉ được dừng lại bỏ khách thôi anh chị, không được đón khách. Đó anh chị, làn sau lưng mình chính là làn dành cho xe Grab. Làn trước mặt mình đây là làn xe taxi. Làn kế tiếp và làn xe gia đình, và làn trong cuối cùng trong kia là làn xe được bỏ khách thôi, không được bắt khách anh chị. Làng phía trong đây là làng xe Grab anh chị. Đó, phía trong đây là làng xe Grab nè. Còn làng xe đạp, làng xe máy thì đi lên trên anh chị. Ok, anh chị nào muốn đi xe máy giống như em thì lên trên.
xe máy thì có tới ở đây có tới 4 lầu anh chị, 5 lầu nha. 5 lầu, thường thì ngày thường thì để xe gắn máy chỉ có 2 lầu thôi, 3 lầu. Nhưng mà Tết thì họ để tới 5 lầu luôn. Lý do là bà con mình về gửi lại xe đó, về gửi lại xe ở sân bay, cho nên rằng là sân bay phải tổng tận dụng hết 5 lầu anh chị. Và bên kia chính là khu để xe hơi. Đó, bà con nào về thì gửi xe hơi thì gửi lại trên đây luôn ha. Đó, gửi xe hơi gửi lại phía trên đây luôn. Đó, gửi xe máy cũng gửi lại đây luôn. Xe hơi thì không biết một ngày bao nhiêu, nhưng mà xe gắn máy một ngày là 28.000 anh chị. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị nhé.